你的心眼底下好的一个人都你的人到底呢比你就给你看看你就给你就好了你就拿我起来没给你除了没有你不要我在哪都没有没有dịch thôi làm bài đọc để dịch không có nghe không có nói let's start good one everyone làm bài đọc đi talk information talk information cứ say talk và mà talk này cái lại sắp cho mình cái bút giải quen rồi thông tin bút rồi và đọc tên đó service ai cũng biết cái này nên tôi cần phải nói gì thêm mình chuyên ngành của tiếng Việt thì biết cái gì scrub up chỗ này nè nghĩa đen thì scrub up là xoa xoa tay ở đây mình nghĩa là warm up scrub up là warm up khởi động thì trước khi vô bài học chính rồi ta khởi động bằng hoạt động gì thì các bạn nhìn là biết liền gì chính từ vựng và chính cái bước hình nhiệm vụ của chúng ta là match từ với hình thế thôi rồi cái gì đồng qua làm trước đi 2 phút sau đó mình đọc từ xong rồi đồng thời lấy cuốn giấy quen tô hết chính từ này những cái nào mình dạng là kiểm tra bây giờ nha bữa gặp tiếp theo sẽ kiểm tra những từ đó rồi phía trên interface đó là bài là antibiotic gió gạch tên next vomit breastfeeding diarrhea cái này khó đọc hay là đi kỹ chứ diarrhea đừng có nhìn mặt chữ nhớ là diarrhea rash sore throat dizziness patch diet patch dizziness sore throat rash diarrhea breastfeeding vomit antibiotic we sound like antibiotic antibiotic okay picture A what is it antibiotic good picture B rash ai chưa được thì tự ghi vô rash picture C patch dính dán cái gì picture D bị cưng quá nè diarrhea hàm tắm diarrhea picture E diet picture F vomit oi G dizziness bị choáng bị choáng tất cả đều là danh từ đó future aid dịch là gì hiện tại breastfeeding cho con bú được ai bú đâu quan trọng breastfeeding mà tại chữ breast nghĩa là bầu ngực feeding là cho em cho bú bằng sữa mẹ vậy là chủ nhất là ai bú không biết the last one soft throat và là có nè antibiotic vomit breastfeeding diarrhea rash
sinners. Perished. Diet. Tài của chữ tài. Ok, very good. Và tập 2 yêu cầu làm gì? Trong sách của mình, tập 3 tôi bị đổi chút xíu. Tập 2 là yêu cầu viết lại từ dụ phát âm tới con số để biết người ta nhớ. Câu hay là gì? Antibiotic, biết chưa? Nhưng tại vì xui xui nó sẽ có bài thi là tự nghĩ nha. Có trường hợp, có nào bài thi chúng mình đó tự nghĩ từ gì vô. Thiết bị biết cái anh bài đó thì nhiều không? Biết chưa? Antibiotic. Có biết là gì? Diarrhea. Bệnh tiêu chảy. Oxy. Sore throat. Đi vomit. Suy là gì? Dizziness. Quá dễ. Dizziness. Để trong đầu. Dizziness. Cho các bạn chấp nhận. Rồi, ta vào tiếp phần đọc hiểu. Reading comprehension. Exercise 1. À, lưu ý cái bố cục cuốn sách của mỗi bài phần bài tập sẽ nằm trước ha, rồi mới tới cái phần bài đọc và bố thao là mình sẽ gặp cái bài đọc trước rồi mới dưới bài đọc là cái bài tập tương ứng, còn cái cuốn này là bài tập trước rồi mới tới bài đọc. Và tôi đồng ý hoàn thiện đó, tại vì bài tập trước thì để mình biết mục đích đọc của mình, đọc để làm gì, mình cảm thấy cái mục đích trước là mình đọc nó hay hơn. Rồi bài một là true false. Lưu ý nhỏ, đi thi cái gì trả lời biết cái con chữ tin thôi. Nhiều anh chị cũng đã biết đầy đủ là gì khi trong mặt trên. Ta có hướng dẫn nè. Nếu những câu đó true thì mình biết chữ chữ tin, rồi câu đó sai thì biết chữ false. True false, đúng hay sai, true or false. Rồi chúng ta có 7 câu. Điền một từ thích hợp. Và lưu ý từ này là nằm trong bài đọc. Đó, tự nghĩ từ điện đây. Cái dựa vào bài đọc. Và bài đọc này cũng không có ngắn đâu. Chỉ có 2 trang thôi. Bài số 3, translate. Đối với cái yêu cầu đề, translate the following sentences into Vietnamese. Dịch những câu bên dưới sang tiếng Việt. Rồi, để làm được mấy cái, nhất là bài tập 1 thì chúng ta mở xem cái phần bài đọc. Câu nội dung chính là gì? Sentence. Các bạn chú thích thuốc đỏ, dạ quen gì đó. À, thông tin thuốc thì nó có 8 thông tin. Đầu tiên là uses. Một nhỏ. Ta gần chơi một chú thích. Uses. Còn chơi là gì? Công dụng. Uses. Công dụng. Cái là dùng để làm gì? Next. Thông tin thứ hai. How to use. How to use. Công dụng. Cách dùng hoặc là cách sử dụng is okay. How to use. Còn thứ ba là side effects. Side effects, tác dụng phụ. Side effects, những từ này sẽ gặp đi gặp lại trong suốt khóa học. Tác dụng phụ, side effects. Side là bên hông, không phải tác dụng chính, tác dụng phụ. Tác dụng phụ có lợi hay có hại? Chất dù mà nhắn mọi người nó có hại là không vậy. Tùy, có thể có lợi, có thể có hại, tùy. Next, precautions, số 4, thông tin thứ 4. Precautions là thận trọng, thận trọng, precautions, thận trọng. Nghĩa là mấy cái lưu ý đặc biệt á, thận trọng, precautions, precaution. Call the account, you all have precautions. Number 5. Interaction. Tương lai. Interactions. Number 6. Overdose. Quá liều. Quá liều mình sẽ đi với gì? Miss dose. Dose là liều. Miss là bỏ lỡ. Mình miss dose là gì? Quên liều. Worldly, misdose, một số loại, misdose. Good one, storage. Cách đi đọc là 8,
Stop it. Stop it. Là không nhìn sách kể lại quá nha. Là bài thuốc mọi người tháng sau rồi. Đầu tiên là gì? Interaction, tức là thầy không biết lắm nha. Tức là trong cái giai đoạn vừa rồi, giai đoạn học bằng online, thiếu tương tác interaction. Number six, over the quá, the hát bị over, hát bị before. You miss nó đi đi nha. Tức là tính tầm, tính tầm. Liều, cái liều bị bỏ lỡ. Mistakes. Cái bài tập nó dài đó, một cái là bài tập này mình sẽ xác định cái mỗi câu như vậy, mình sẽ lấy thông tin ở phần nào trong 8 phần đó, thì hiểu ý không? Dạ. Ví dụ có một CDC is always safe, mình sẽ đón trước CDC luôn an toàn. Các bạn phải dựa vào bài tập nha, không dựa vào kiến thức nhé. Cái gì mình chú thích cho tôi là làm ở đâu trước bên ta lên mạng ta sửa cái gì chú thích nha. À, cái nhóm thuyết trình cũng phải chú thích câu trả lời. Rồi mình sẽ đọc ở đoạn phần nào có 8 phần. Càng có thể sẽ đọc ở một Reformation xong thì do ý nghĩa câu đó tiếp. Câu B từ cái keywords từ khóa của câu này là gì? Câu B đó là từ overdose đúng không? Như vậy mình sẽ đọc ở một số số 6, đọc lướt này, thấy nó từ câu C do cái từ effects thì mình sẽ đọc ở một số 3, sang effects. Câu D, pregnant women must be careful. Khi quốc này là careful, không? Cẩn thận, một tác động và một precaution. Tiếp, câu E, đầu đó sẽ giải thích, nó sẽ là điều. Điều trẻ em dựa trên tuổi tác. Đọc đâu vậy? Điều trẻ em. Có thể là how to use. Có thể là how to use. Còn F, this medication requires a medical prescription to be dispensed. Cái gì chú thích? Medication là thuốc. À, cái gì ghi là và medicine và medication. Chúng ta chơi ha, chúng ta rảnh, chúng ta ngồi chúng ta tra từ điển hay tra Google đó, hai cái này khác nhau sao? Nếu chúng ta chơi vô hai sinh phong trả lời câu hỏi thì anh Tài sẽ trả lời. Nhưng mà ở đây là chỉ là thuốc này, nó khác nhau như thế nào là nhiệm vụ chúng ta. Câu F cái gì chú thích là medication là thuốc. Rồi câu tiếp kiểu prescription. Mấy cái cậu dạng chú thích là bữa sau kiểm tra đầu giờ nha. Prescription là gì? Toa thuốc. Thuốc kê đơn. Đơn thuốc toa thuốc của bác sĩ. Dispense là phân phối bán ra. Thì thích thì cái này là cái thuốc này cần phải có toa của bác sĩ mới được bán. Chứ bán là thuốc không bán gì bán. Rồi mình sẽ đọc ở đâu? Dưới đây cái dispense là phân phối nè. Bán lẻ. Rồi đọc đâu vậy? Đọc đâu có 8 phút nữa. Đọc cái chữ R. Bảo quản không được nè. Quá nhiều lỡ điều cũng không được.
uses, uses công dụng hoặc là how to use. Cuối cùng, keyword trong câu chi là chữ miss, a dose là nếu bệnh nhân lỡ liền. Rồi chúng ta làm thử đi nha. Bài tập 1, 8 phút.